Hello hello, xin chào 500 anh em nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Raiden. Lại là mình đây ha. Tiếp tục chuyên mục tổng hợp tin tức xe máy ngày hôm nay, mình sẽ cập nhật giá bán cũng như trả góp cho dòng Honda Winner X150 này nha. Ok không? Giá mình báo là giá cận Tết ha, áp dụng cho tháng 12 luôn. Thì bạn nào xem xong video clip nhớ đăng ký kênh giùm mình cũng như like video clip để ủng hộ và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha mọi người. Hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng xe máy An Thành Phát. Theo như thường lệ mình sẽ quay sơ mặt tiền cửa hàng chút xíu nha, để 500 anh em cũng như tất cả mọi người mình đi mua xe mình dễ nhận biết luôn, vì rất là nhiều người nhầm cửa hàng luôn mọi người. Thì đây là mặt tiền cửa hàng xe máy An Thành Phát. Cửa hàng tọa lạc ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hướng đi vô cổng phụ khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Thái Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961469919 gặp anh Côn nha. Và số điện thoại mình cập nhật phía dưới góc trái màn hình nha mọi người. Mọi người chú ý xem và liên hệ giùm mình cho đúng ha. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ cập nhật giá bán luôn nè. Thì hiện tại cửa hàng xe máy An Thành Phát đang bán phiên bản Honda Winner X với mức giá là khoảng 42 triệu đồng cho phiên bản nguyên bản nha. Và giá mình báo đã bao gồm thuế VAT 10%. Còn về vấn đề trả góp á, thì các bạn không cần trả trước cho dòng xe này. Có nghĩa là các bạn chỉ cần tới làm hồ sơ đậu là các bạn có thể lấy xe về ha. Còn bạn nào mình có điều kiện hơn thì mình cứ trả trước 5, 10, 15, 20 triệu cũng được. Nói chung là mình cứ trả trước càng nhiều càng tốt nha. Và trả trước 50% giá trị chiếc xe là nhận ngay cả vẹn gốc ha. Thủ tục thì rất là đơn giản luôn. Chỉ cần chứng minh nhân dân cộng bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu, hai loại giấy tờ này mình photo công chứng hoặc là bản gốc và đủ 18 tuổi là mình có thể làm hồ sơ trả góp nha. Và đủ 16 tuổi là mình có thể đứng tên giấy tờ cũng như cà vẹt xe ha. Đó, rất là ok luôn. Và cửa hàng hỗ trợ trả góp toàn quốc, giao xe tận nơi luôn. Chi tiết hơn thì mọi người có thể liên hệ anh Côn để được anh Côn tư vấn kỹ nha. Ok ha. Đó là giá bán. Cũng như mình sau khi cập nhật giá bán rồi xong các kiểu, mình sẽ giới thiệu sơ sơ hai phiên bản này nè. Bây giờ thật sự là hàng Winner X nó rất là hiếm luôn mọi người. Tại vì sau khi nó giảm giá mạnh á, thì hàng Winner X bắt đầu nó hiếm dần đều, xe không có bán luôn mọi người ơi. Nên một số cửa hàng giá rất là cao luôn. Nên cửa hàng mình giá nó cũng hơi cao một tí ha. Không, nhưng mà thật sự là bây giờ Winner X nó hiếm lắm mọi người. Kiểu như là hàng bây giờ nó hết rồi. Từ khi mà giảm giá mạnh được rồi á, xong một cái là bây giờ hàng Winner X kiếm không ra đó. Các bạn có để ý đây, những video trước mình giới thiệu các phiên bản Honda Winner X rất là nhiều phiên bản độ luôn đúng không? Nhưng mà hai video dạo gần đây là mình đâu còn giới thiệu đâu. Tại vì sao? Giá nó quá cao cũng như kiểu như là hàng nó quá hiếm mọi người, không có xe để đổ luôn. Thực ra bây giờ cửa hàng chỉ giữ lại tầm 5 đến 10 chiếc nguyên bản để bán giá Tết cho mọi người thôi. Cho anh em nào mình tới mua thì cửa hàng vẫn có bán thôi. Còn màu độ bây giờ rất là hiếm luôn. Màu độ bây giờ hiện tại là không có xe để mà độ luôn á mọi người. Chứ không phải là độ, không độ được nha. Mà là xe nó quá ít, hàng nó quá khan hiếm đi. Giống như kiểu là Honda Việt Nam bây giờ kiểu như là nó sau khi giảm giá mạnh á, bây giờ lấy hàng không có hàng lấy luôn mọi người. Nên hàng nó rất là hiếm, không độ được luôn. Chứ không phải là cửa hàng không độ nha. Thì mình sẽ cập nhật giá bán và trả góp đây thôi. Mình cập nhật giá mà lại một lần nữa để anh em mình nắm cái dễ luôn nha. Thì hiện tại cửa hàng xe máy An Thành Phát đang bán phiên bản Honda Winner X này với mức giá là khoảng 42 triệu đồng. Và giá mình báo là giá nguyên bản ha, áp dụng cho cuối tháng 12 này, cận Tết 2021 nha. Và giá mình báo đã bao gồm thuế VAT 10%. Còn về vấn đề trả góp thì các bạn không cần trả trước nha. Hay còn gọi là trả trước không đồng đó. Có nghĩa là tới các bạn làm hồ sơ đậu đó là các bạn có thể lấy xe về. Còn bạn nào mình có điều kiện hơn thì mình cứ trả trước 5, 10, 15, 20 triệu gì cũng được nha. Nói chung là mình cứ trả trước càng nhiều càng tốt ha. Trả trước 50% giá trị chiếc xe là nhận ngay cả vẹn gốc. Mà chiếc này 50% giá trị nó rơi vào khoảng 21, 22 triệu là các bạn có thể nhận ngay cả vẹn gốc Vivo đón Tết rồi. Rất là ok nha. Thủ tục thì rất là đơn giản luôn. Chỉ cần chứng minh nhân dân cộng bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu, hai loại giấy tờ này các bạn photo công chứng hoặc là bản gốc, và đủ 18 tuổi là mình có thể làm hồ sơ trả góp nha. Và đủ 16 tuổi là mình có thể đứng tên giấy tờ cũng như cà vẹt xe ha. Cửa hàng hỗ trợ trả góp toàn quốc luôn, giao xe tận nơi. Và mình cũng chia sẻ các bạn hai điều này. Điều thứ nhất á, nói chung là hai cái điều này á, mình cũng có chia sẻ ở những video trước rất là nhiều rồi. Đó chính là điều đầu tiên là về giá bán. Thì hàng năm cứ vào cận Tết, tất cả các mặt hàng cũng như xe máy luôn, nó đều lên giá hết nha mọi người. Nên 500 anh em cũng như tất cả mọi người á, mình có ý định mình sắm một chiếc xe đón Tết thì mình nên mua sớm sớm một tí nha. Mua tầm khoảng tháng
một dương lịch đổ lại thôi, chứ đừng mua cận Tết quá. Lúc nào cận Tết thì giá xe nó cũng lên hết mọi người, không riêng gì giá xe mà tất cả các mặt hàng nó đều lên hết, cận Tết nó lên mầm luôn á. Nên mọi người cũng như 500 anh em chú ý ha, mình đi mua xe thì mình cứ đi mua sớm sớm một tí đi, tầm giờ tới một tháng sau đổ lại thôi là được nha, đừng để qua tháng 2 âm lịch hoặc là giữa tháng 1 dương lịch, đừng để qua tháng 2 dương lịch cũng như giữa tháng 1 dương lịch là chết luôn nha. Giữa tháng 1 dương lịch là coi như là gần tới ta rồi, còn tầm một tháng nữa là tới ta mình đó, mà cách tới ta tầm một tháng là giá xe lúc nào nó cũng lên hết mọi người, nên mọi người chú ý ha. Và điều thứ hai này đó chính là về giấy tờ. Thì năm nào mình cũng thấy mọi người là hay lăn xăng cái vụ giấy tờ, có nhiều bạn mua xe mình cận Tết á, còn tầm 2 tuần nữa thôi là Tết, nhưng mà cửa hàng hứa là làm giấy tờ tầm tuần đến 10 ngày là có thôi, nhưng mà nhiều khi nó trục trặc cái vấn đề gì đó mọi người, mình không biết trước được bất ngờ vấn đề. Nói chung là nhiều nguyên nhân lắm, nhưng mà tóm lại kết quả là các bạn không có giấy tờ cà vẹt cũng như biển số ra đi Tết, nên nhiều anh em rất là bị cái vấn đề này luôn. Nên mọi người cũng chú ý ha, mình đi mua xe mình đi sớm, mua sớm sớm một tí đi, chứ không mà chủ yếu mình mua chiếc xe đón Tết mà tới Tết mà không có cà vẹt cũng như không có biển số làm sao mình đi được. Đó, có biển số mà không có cà vẹt cũng chết, mình có cà vẹt mà không có biển số cũng chết. Nói chung là rất là nguy hiểm nha mọi người. Xe mới mua mà bị công an nó bắt, mà nó nhốt lên trên đồn, phơi mưa phơi nắng là thôi luôn á, xót củi thôi luôn, không còn gì bằng đâu mọi người. Đó. Còn trước mặt mọi người đây là phiên bản màu đen ha, đó là màu đen, còn bên kia là màu xanh đen ha. Thì ngoài hai phiên bản này ra, cửa hàng có đầy đủ các phiên bản nguyên bản cũng như phiên bản độ khác nha. Đây nằm bên đây nè, mình sẽ đi qua sơ mọi người xem. Supra GTR cũng có nè, còn có mấy chiếc à, trời ơi thiệt. Mà còn một chiếc độ nè, một chiếc nguyên bản ở giữa và một chiếc màu độ candy ha. Còn Winner X nè, đó Winner X giờ còn có mấy màu vậy thôi mọi người đó. Còn đúng màu độ này với lại ba màu ghim này đó, màu đen cao cấp này cũng như màu bạc ha, cũng như màu xanh đen này đó, mọi người thấy không, còn đúng có ba màu này thôi, đâu còn xe đâu bán. Hiện tại giờ dòng Winner X hiếm hàng cực kỳ luôn mọi người đó. Sau video này mình sẽ cập nhật thằng này luôn nè. Đây, thằng TFX màu đỏ đô này ha. Đây, đỏ candy cho mọi người xem nè. Rất là nhiều anh em thích màu đỏ luôn, hình như là phong thủy á, Tết nhất nên chắc là anh em rất là thích màu đỏ luôn. Tại vì màu đỏ thường thường là tượng trưng cho sự may mắn nha. Ok ha. Cũng như là thằng Sachi này luôn nè. Trời ơi, quá trời xe đẹp luôn, mình sẽ cập nhật từ từ nha. Tốt nhất là mình cứ hỏi giá là mình cập nhật ha. Rồi, như vậy là mình vừa cập nhật giá bán cũng như trả góp cho dòng Honda Winner X, và chia sẻ với anh em hai điều mà khi mình mua xe ha, thì anh em chú ý cho mình nha, để mình có thể sắm một cái xe đi Tết cho nó trọn vẹn ha mọi người. Rồi, mọi người xem xong video clip nhớ đăng ký kênh cho mình nha, cũng như like video clip để ủng hộ và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha mọi người. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau.